dự án Phương Đông có vị trí đắc địa, phong thủy hài hòa, dễ dàng kết nối đến trung tâm hành chính của khu kinh tế Vân Đồn và các điểm vui chơi nghỉ dưỡng. Cách sân bay quốc tế Vân Đồn 7,6 km với thời gian di chuyển chừng 10 phút. Cách cảng tàu khách Cái Rồng 3,5 km, tương đương 5 phút di chuyển. Cách đường cao tốc Hạ Long Vân Đồn 4,5 km, tương đương 6 phút di chuyển. Nằm ngay cạnh kỳ quan thiên nhiên vịnh Bái Tử Long. Dự án Phương Đông được xem là hình mẫu tiêu biểu về một dự án bất động sản tại Vân Đồn với đầy đủ các hạng mục tiện nghi mà không phải nơi nào cũng có được. Nơi mang tới giá trị đầu tư sinh lời với môi trường sống đẳng cấp. Với mong muốn kiến tạo khu đô thị đáng sống bậc nhất tại khu kinh tế Vân Đồn, mang tới một sản phẩm bất động sản đẳng cấp quốc tế tiêu chuẩn 5 sao với những tiện ích ấn tượng, mang đến quý khách hàng những sản phẩm dịch vụ tuyệt vời. Đài phun nước sẽ là biểu tượng của khu kinh tế Vân Đồn. Không gian khoáng đạt, ngập tràn ánh nắng, mang lại một cuộc sống bình yên cho cư dân nơi đây. Đường dạo bộ ven biển với những hàng cây rợp bóng mát. Đường dạo mua sắm sầm uất dọc theo những căn shop house. Tại dự án có hệ thống trường học cấp 1, cấp 2, trung tâm thương mại và văn phòng. Phương Đông, tiềm năng đầu tư, giá trị vững bền. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng đô thị Phương Đông tự hào giới thiệu dự án khu đô thị Phương Đông, một tuyệt tác mang dấu ấn phương giả và lối kiến trúc đẳng cấp xa hoa lộng lẫy. Khu đô thị Phương Đông sở hữu vị trí đắc địa khi nằm sát cạnh trung tâm hành chính và cảng biển nước sâu duy nhất tại đặc khu kinh tế Vân Đồn. Từ dự án cũng di chuyển vô cùng dễ dàng tới trung tâm hành chính, đầu cổ giao thông và các khu du lịch nghỉ dưỡng. Dự án nằm ngay cạnh kỳ quan thiên nhiên Bái Tử Long với ba mặt trong ra vịnh, cách đền Cửa Ông 2 km, cách trung tâm thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 4 km, cách thành phố Cẩm Phả 7 km, cách sân bay quốc tế Vân Đồn 7 km và cách cao tốc Hạ Long Vân Đồn 4 km. Khu đô thị Phương Đông là một đại dự án mang đẳng cấp quốc tế với quy mô lớn đến mức choáng ngợp. Tại đây kiến tạo nên một tổ hợp biệt thự đơn lập, song lập, biệt thự liền kề, nhà phố thương mại, trung tâm thương mại, khách sạn và văn phòng. Tổng diện tích dự án hơn 178 hectare với quy mô 700 lô biệt thự đơn và song lập và 3.407 lô liền kề. Sẽ khó có một dự án thứ hai giống như vậy khi khu đô thị Phương Đông sở hữu quảng trường nhà nước cùng vô vàn những tiện ích xa hoa khác như hệ thống công viên, cây xanh, đường và hồ ven biển, tạo nên một môi trường sống xanh ngập tràn hơi thở của thiên nhiên biển trời. Bên cạnh đó, dự án sẽ giống như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ các tiện ích đẳng cấp quốc tế như trường học, khu vui chơi trẻ em, đài phun nước, trung tâm thể thao, sân bóng đá, công viên, bể bơi, hệ thống phòng gym, spa. Đặc biệt, chủ đầu tư còn cho xây dựng bến du thuyền,
Đây sẽ là một biểu tượng thể hiện đẳng cấp số 1 của dự án. Khu đô thị Phương Đông chứa đựng một tâm huyết lớn lao của chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đô thị Phương Đông gửi gắm một niềm tin mạnh mẽ, xây dựng nên một khu đô thị đẳng cấp, đỉnh cao. Ở đó, cư dân được tận hưởng một lối sống nghỉ dưỡng, một cuộc sống tầm vóc với thượng lưu. Những giá trị ưu việt chỉ có tại dự án khu đô thị Phương Đông. Cư dân sẽ tận hưởng môi trường vừa an lành, trong xanh giữa biển trời thiên nhiên, vừa hiện đại với những tiện ích xa hoa đẳng cấp quốc tế. Tại đây, cư dân sẽ cùng chung sống với một cộng đồng văn minh, trí thức, đảm bảo một tương lai tươi sáng cho con em và gia đình. Bất động sản tại dự án cũng hứa hẹn là một khoản đầu tư an toàn và giá trị sức đời cao. Khu đô thị mới Phương Đông, một đế chế rực rỡ cho cuộc sống phồn vinh. Người đứt đoạn âm dương, một tiếng mõ nơi cương cường, vần đăng đã rơi để than thiên địa vô xưa. Thờ hòa niên nhất chúng ta, vần đăng xưa cũng ra đi, còn trong lòng nơi thiên địa hình bao ngày. Bánh y đồ ngã ta nhìn thương, bộ da cột trắng bộ xương, ngày nào đó xin người hãy ra đoạn tăng thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho